Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Anh em đang nhìn cái cục đẩy, ở đây là cục đẩy 4 kênh anh em nhá. Giá rất hợp lý cho anh em, chỉ 7.800.000 đồng thôi anh em nhá. Đó là cục đẩy 8004XS. Dòng này thì em đã giới thiệu rất là nhiều rồi, và có rất là nhiều các video clip, và rất nhiều anh em đã chơi rồi. Nhiều anh em chơi phải nói là 4-5 năm rồi mà dùng vẫn ổn định anh em nhá. Tiếng vẫn cứ chắc hay, công suất rất mạnh anh em nhá. 800W công suất chuẩn anh em nhá. Dòng này thì sử dụng sò là sò NZ anh em nhá. NZ VKF. Dòng này rất là đẹp, chân tất cả nó bằng sò bằng chân đồng anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa? Tất cả sò bằng chân đồng. Đó, ok cho anh em. Dòng này thì anh em yên tâm là cái chất lượng rất là tốt. Sò NZ VKF của Mỹ anh em nhá. Và tụ là tụ 80V 15.000mi anh em nhá. Đó, anh em có thể nhìn qua. 15.000mi 80V. Dòng tụ này thì rất là khỏe. Đó, sử dụng 16 con tụ luôn. Đấy, 16 tụ anh em nhá. Nói chung là cái mạch này thì quá nhiều anh em biết rồi, đúng không ạ? Mạch class H. Cái biến áp tầm khoảng độ 20-21 cm anh em nhá. Đấy, đủ để anh em biết là cái biến áp quá to thì mới cho ra cái công suất lớn được. Nó đủ nguồn để nuôi cho cái mạch công suất này anh em nhá. Đó. Phét thì dòng này thì cũng như những dòng khác thôi, 70N10 phét anh em nhé. Nói chung là với cái cấu tạo của con này thì nó rất là ok anh em nhé, trong tầm giá. Bốn quạt gió này và đặc biệt của bốn quạt gió này là nó rất là êm ái anh em nhé, rất là êm ái, kể cả lúc khởi động cho đến lúc hoạt động anh em nhé, rất là êm, hầu như là không nghe tiếng ồn anh em nhé, hầu như là không nghe tiếng ồn. Đó, thì nói chung là chơi cái cục đẩy này ấy, thì anh em yên tâm là anh em kể cả chơi gia đình và chơi sự kiện đều vô tư. Chứ sự kiện thì anh em đánh được những loa gì thì với 800W thì mỗi một kênh này anh em có thể chơi được một cặp loa Light Array bắt 30 hoặc 25 anh em nhé, một cặp anh em nhé, một kênh này chơi một cặp chơi tốt luôn. Đấy, thì anh em yên tâm anh em sử dụng. Đấy, thoải mái chưa? Đó, một kênh một cặp. Còn anh em chơi gia đình thì anh em có thể là một cây nghe đánh một quả sút 40 hoặc một quả sút 50 anh em nhé, đều chơi ngon lành và rất là hay anh em nhé. Tiếng con này rất là sáng. Em đã lên nhiều video về con LT4000 rồi, với 1000W đầu kênh, chất âm của hai con này thì tương đương nhau anh em nhé. Có điều là LT1000 nó sẽ công suất là lớn hơn thôi, nhưng đâu dòng này thì cái chất âm nó cũng tương tự, nó không khác gì anh em nhé. Giá thì hiện tại là 7.800.000 đồng và bên em sẽ giá này là giá chưa bao ship anh em nhé. Đấy, giá chưa bao ship. Đấy, thì anh em có thể tham khảo. Đấy, tất cả các linh kiện đều là chân. Đây, sò là chân đồng hết anh em nhé. Anh em nhìn nó vàng vàng này. Đấy, sò chất lượng anh em nhé, chứ không phải là sò rẻ tiền. Nếu mà sò rẻ tiền bên ngoài thị trường nó có vài chục nghìn một cặp thôi anh em nhé, vài chục nghìn một cặp thôi. Đấy, sò này thì khá là đắt tiền anh em nhé. Đấy, nói chung là chất, các linh kiện của nó đều là những linh kiện chân cắm anh em nhé, đều là những linh kiện chân cắm. Thì những cái linh kiện chân cắm này thì nó ở bên ngoài thị trường rất là nhiều, và nếu mà có lỗi thì thay thế nó rất là dễ dàng anh em nhé. Những thợ chuyên nghiệp thì kể cả chân dán hay chân cắm đều dễ dàng hết anh em nhé. Đó. Và với dòng đẩy này thì là một dòng mạch class H thì anh em biết rồi, class H cái tiếng của nó rất là ok. Đúng không? Nó không tối như class AB chẳng hạn. Đấy, nó không như class AB và cái độ bền của nó rất là cao, thay thế sửa chữa nó dễ dàng. Nói chung là con này thì không có gì phải suy nghĩ nữa cả anh em nhé. Đó. Mạch tất cả cắm hết anh em nhé. Đấy, sò NZ VKF. Đấy, nói chung là chơi con này thì không phải suy nghĩ gì. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ nhá. Đó, con này thì luôn sẵn hàng cho anh em. Anh em nào thì muốn tham khảo thì có thể lên YouTube gõ là Lợi Cao Tích 804 Thắng Cao Audio, hoặc là vào website thangcaoaudio.com để xem anh em nhé. Đấy. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Hẹn anh em những video sau anh em nhé. Chào tất cả anh em ạ. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó. Khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi, chào, cảm ơn tất cả các bác.